Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game mobile rất là đặc biệt, có tên gọi là Dragon Quest The Adventure of Dice. Đây là một con game được xây dựng dựa trên cái bộ truyện tranh rất nổi tiếng về hiệp sĩ Dice. Không biết là hồi xưa anh em đọc truyện không? Dragon Quest thì là từ game nha anh em nhé. Game rồi nó sẽ có cái phần truyện này. Thì hồi xưa là mình hay đọc cái bộ truyện về Dice này là về... anh em hay gọi là dấu ấn rồng thiêng ấy. Thì đây là cái tựa game Dragon Quest The Adventure of Dice: A Hero Is Born thì phải. Thì A Hero Born, đấy tên đầy đủ, tên dài quá thì mình cứ bảo là game Dragon Quest The Adventure of Dice nhá. Con game này thì nó mới ra mắt phiên bản global vào ngày hôm nay. Và bây giờ thì cậu Vàng sẽ trải nghiệm con game này. Các bạn có thể tải con game này trên iOS lẫn Android. iOS thì anh em sẽ phải đổi store, còn Android thì dễ rồi, anh em có thể tải game ở trên TapTap. Lưu ý là con game này thì anh em sẽ không chơi được giả lập được, chơi điện thoại thôi. Android nha, điện thoại Android hoặc là điện thoại iOS thôi. Rồi, các bạn có thể thấy là con game này nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc nha anh em nhá. Và chúng ta sẽ có ngôn ngữ tiếng Anh. Con game này thì nó sẽ có dung lượng khoảng 1,5GB, cũng khá là nhẹ nhàng nhỉ. Rồi, hồi xưa thì mình cũng đọc cái bộ truyện Dấu Ấn Rồng Thiêng lắm anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu này. Nói chung là con game này nó sẽ vẫn xây dựng dựa trên cái hành trình của Dũng sĩ Dai và các người bạn của anh ý, như kiểu là Pop, rồi Mina, rồi Hunken à, rồi tướng quân cá sấu này nọ. Đấy. Hồi xưa mình cũng rất thích đọc đọc truyện lắm, đọc mà bộ này này, đọc bộ Dấu Ấn Rồng Thiêng. Nói chung là Dragon Quest là một con game mà nó có rất nhiều phần, như cái bộ Dai này làm tự sáng tác nhá, tức là nó không liên cái nội dung bộ đai này nó không liên quan đến game gì cả. Đó, đây là ông tác giả của bộ truyện gì nhá, cũng vẽ ra sáng tác ra, nó không liên quan đến game. Sử dụng cái tên Dragon Quest thôi nhưng mà nội dung thì là không liên quan đến game. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm nhá. Đây chúng ta có thầy Avan này và hai học trò là Pop và Dai. À, chúng ta sẽ vào chiến đấu thử nhé. Cái lối chơi của game này cũng khá đặc biệt. Con game này sử dụng một cái lối chơi nhập vai hành động màn hình dọc, nhưng mà khá là thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nha. Đó. Rất là... mình khá là thích con game này. Về mặt đồ họa 3D rất đẹp. Đây, chúng ta sẽ trải nghiệm nhé. Đây, nó sẽ chia ba đường dọc này. Giữa và trái phải giữa. Đấy, nhân vật của chúng ta sẽ tự động chạy như này. Và đấy, nó gặp quái thì nó nhân vật nó sẽ tự động tấn công. À, nó game này là game kiểu dạng auto ấy, nhập vai hành động auto, và khi các bạn vuốt trái vuốt phải là nó sẽ đấy, nhân vật sẽ nhảy sang các đường bên cạnh để tấn công. Đây mình sẽ vuốt sang bên phải này. Đó, chúng ta sẽ có ba đường giữa, trái và phải. Đấy, anh em sẽ thao tác. Game này cần rất là nhiều thao tác nha. Không, nhìn trông đơn giản vậy thôi nhưng mà không phải thao tác rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đây mình sẽ chỉ cho anh em. Đây chúng ta có phần kỹ năng của nhân vật này, các bạn sẽ chạm vào kỹ năng của nhân vật để sử dụng kỹ năng. Đó. Rồi chúng ta sẽ vuốt để nhân vật chạy lên phía trước. Đó, các cái thao tác rất là hay. Game màn hình dọc mà thao tác rất là hay luôn, mình đánh giá rất là cao game này, game rất là hay luôn. Đấy, rồi nhảy sang bên phải đánh hết quái này, lại nhảy ra giữa. Đấy, có quái ở đâu thì các bạn vuốt sang đấy. Đấy, anh em có thể thấy quái đằng trước thì anh em có thể vuốt để nó nhảy lên cho nhanh nhé. Thậm chí là vuốt xuống để né đòn. Ê, anh em nên học thuộc những cái thao tác này nhá. Tất nhiên là sau này thì game nó cũng có auto thôi, nhưng mà mình nghĩ là anh em nên học thuộc mấy cái thao tác của game ấy. Đây chúng ta sẽ đánh một con rồng, con boss này này. Rồi, chúng ta sẽ học cách thao tác nhá. Đây, khi mà nó khe lửa này thì các bạn chạm vào màn hình và giữ thì sẽ bật lên một tấm khiên để đỡ đòn. Đây là thao tác để đỡ đòn. Ngoài ra nếu mà cái phạm vi của quái nó bé thì anh em có thể ấn vuốt lùi lại để cũng để lùi lại nếu đòn. Đây mình sẽ vuốt. Đó, hoặc là sau có một cái số kỹ năng có thể kiểu phá cái tuyệt chiêu của cái địch ấy, kiểu như vậy. Nói chung là game nhiều thao tác phết đấy. Vuốt trái, vuốt phải, vuốt lên, vuốt xuống này, rồi chạm giữ, bật khiên này. Đấy. Rồi chưa kể là các cái bấm phím này đấy. Nó vừa đánh mình, nó hiện ra một cái khu vực hitbox ấy. Nếu mà cái hitbox này nó bé thì anh em có thể vuốt lùi lại để né. Còn nếu mà hitbox nó cả một cái vùng thì anh em chạm giữ để bật khiên. Đấy là những cái thao tác cơ bản của cái con game này mà anh em cần lưu ý nha. Nhiều anh em sẽ phải học cái cách điều khiển game. Đấy.
Nói chung là bạn nào mà từng yêu thích cái bộ truyện manga Dragon, à không phải, Dragon Quest The Adventure of Die ấy, thì sẽ rất là muốn chơi thử con game này. Bộ truyện dấu ấn rồng thiêng. Hồi xưa là mình đọc hết truyện hay dã man luôn, cuốn. Mình rất là yêu thích các nhân vật, đặc biệt là nhân vật Hunken, nhìn ngầu dã man. Rồi chúng ta có Ma Vương này, Hala, chuẩn là Hala nhỉ? Tên tiếng Anh hồi xưa bản bản dịch là tên là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, nhưng mà cũng là đây Ma Vương này. Đấy, bây giờ sẽ là màn so tài giữa Avan và Hala. Đây, ông ấy đóng băng, dùng phép thuật đóng băng các đồ đệ của mình vào. Game chơi hay lắm anh em ạ. Mình khuyên là anh em nên tải game này về chơi thử, và game có tiếng Anh thì anh em chơi nó cũng rất là dễ dàng thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Đây, mình sẽ đây các bạn có thể phá chiêu nhá, ngoài việc là đỡ đòn này anh em có thể, tức là một số kỹ năng có khả năng phá chiêu của cái đấy ấy, các bạn ấn vào nó sẽ phá. À, mình sẽ đánh thường này. Ngoài hai kỹ năng lúc nãy vừa anh em xem thì bây giờ chúng ta sẽ có một kỹ năng gọi là kỹ năng kiểu Ultimate Skill ấy, hay còn gọi là tuyệt chiêu, thì nó là một kỹ năng to đùng ở bên góc phải kìa. Nhưng mà các bạn phải bây giờ phải đánh đã, đánh để nó đầy năng lượng thì mới có thể sử dụng được. Đấy, bạn thấy là hiệu ứng hình ảnh đẹp nhá, game đồ họa 3D rất là đẹp luôn. Game màn hình dọc thôi nhưng mà đồ họa rất là đẹp, mình phải nói là rất là đẹp, mang phong cách màn hình á. Hiện tại thì cũng đang có cái bộ phim về Dai này, các bạn hãy lên xem, không biết là ra đến tập bao nhiêu rồi. Tại vì mình đợi nó full thì mình mới xem ấy. Đây, dùng tuyệt chiêu này anh em này. Avan Thrash. Tuyệt chiêu của Avan rồi. Ủa, nhìn đẹp không? Game này nó sẽ kết hợp những cái đoạn cắt cảnh từ anime ra nhá. Có tức là cái bộ Dai này, dấu ấn Dragon Quest của hành trình của Dai này thì đã được có chuyện này, sau đó được chuyển năm vừa rồi là được chuyển thể thành anime này, và bây giờ là có game. Thì anh em có thể bạn nào mà có thể tìm hiểu, nếu bạn nào mà chưa biết đến cái bộ truyện này anh em tìm truyện đọc ấy hoặc là xem phim cũng được. Rất là hay luôn. Tuổi thơ của rất là nhiều thế hệ 8x 9x đấy. Rồi chúng ta sẽ đây có phần cốt truyện này, nhận thấy là nó sẽ có những cái đoạn cắt cảnh làm bằng anime ấy, khá là hay, anh em để theo dõi hành trình của Dai. Cốt truyện là bám sát nguyên tắc, bám sát từ truyện tranh luôn nhá anh em nhá. Đấy, ở đây thì mình đang chơi bằng điện thoại Android anh em ạ, chơi rất là mượt mà thôi. Game nó cũng không phải là quá là nặng, hiệu ứng hình đẹp nhưng mà là không quá là nặng, không nặng đúng cả về nghĩa là dung lượng game cũng như là cái cấu hình đòi hỏi ấy, mọi thứ đều rất là ok. Ở đây thì mình đang chơi với khung hình là 60 fps, rất là mượt. Mình sẽ skip qua cái phần cốt truyện này nhá cho nó đỡ mất thời gian đi tí. Đây này, đây là cái đoạn mà Dai hiện cái dấu ấn rồng, thường là chỉ có trên trán thôi, sau này là còn hai tay nữa, búp dã man. Thường là hình như nếu mà không nhầm là Dai thì thuộc là cái tộc kỵ sĩ rồng thì phải. Đấy, rồi có bố nữa, bố tên là gì nhỉ? Tôi quên, nói chung là bộ này lâu lắm rồi. Hồi xưa là Dragon Quest thì có hai hay ba tác phẩm được chuyển thành manga nhá, thì đây là bộ Dai này là một trong số đó. Xong rồi có một cái bộ nữa là Dragon Quest Thánh Huy của Rito hay là gì đó nữa. Đấy, bộ đấy thì mình cũng đọc. Ồ, game rất là hay luôn anh em ơi. Đây mình sẽ đánh với solo với Hatla Ma Vương. Chiêu này của chiêu của Dai cũng ngắt được chiêu nhá anh em nhá. Đấy, bây giờ mình đang chiêu hồi chiêu mình thế sẽ đỡ. Và nó đếm lúc anh em thấy không? Bây giờ không né được thì mình sẽ ngắt chiêu này, sử dụng cái chiêu một để đây là đỡ nhá, anh em có thể đỡ được, đỡ nhưng mà cũng sẽ mất xíu máu. Còn không thì tốt nhất là anh em nên phá, tức là ngắt ngắt. Ui, đánh đau thế. À, nó chị đếm ngược chị ra đòn này, bây giờ mình sẽ ngắt chiêu nhá. Này, các bạn ấn vào kỹ năng này. Đó, đánh break, tức là đánh ngắt chiêu của đối thủ ấy khiến nó bị choáng luôn.
Đấy, cái game này thì mình không tính đến trường hợp anh em bật auto nhá, thì thường nếu mà các bạn chiến đấu thông thường ấy thì các bạn sẽ phải canh thời gian sử dụng kỹ năng sao nó hợp lý. Tất nhiên là đánh ở những cái ải thông thường thì anh em auto cũng được. Nhưng mà ví dụ đánh boss khó thì anh em nên điều khiển bằng tay. Game thì cũng đầy đủ các cái chế độ như là co-op, story, battle arena rồi các cái event trong game nhá. Đây, đây là phần cốt truyện. Bạn nào mà thích theo dõi thì có thể xem phần cốt truyện này. Cái này là nó làm y hệt là trong truyện á, trong truyện cũng nội dung cũng như vậy à. Uầy, đẹp nhỉ. Kết hợp giữa anime và game. Phê thật. Và game này chơi màn hình dọc thì thật sự là mình có thể chơi bằng một tay được nếu điện thoại màn hình bé. Màn hình to thì chắc là vẫn phải cầm hai tay đấy bởi vì bấm thao tác hơi nhiều. Đây, đây là một số cái survey câu hỏi của game hỏi mình là đã từng biết đến bộ truyện Adventure of Die này chưa? Đấy, biết qua đâu rồi. Rồi mình sẽ chọn bừa nhá. Đấy, ví dụ mình lựa chọn tại sao nó hỏi mình tại sao là mẹ tìm đến cái game này bởi vì mình trả lời là mình thích cái series Dragon Quest thôi. Đây, bạn đã từng chơi game auto đó chưa? Rồi, chơi rất là nhiều rồi. Đây, I have read manga. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ tua qua nhanh cái phần này nhá. Game thì mới chỉ có tiếng Trung, tiếng tiếng Nhật, tiếng Anh thôi. Chưa có tiếng Việt gì đâu. Nhưng mà mình nghĩ là anh em nếu mà yêu thích thì việc trải nghiệm tiếng Anh nó cũng không là một cái vấn đề gì quá. À, cái điểm đặc biệt của ấy, con game Dragon Quest The Adventure of Die này nó sẽ cái cốt truyện nó không chỉ là bám sát nguyên tác nhá mà nó còn liên thông giữa các thế giới, tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều thế giới liên quan đến Dragon Quest. Nó sẽ liên thông thế giới. Thì tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em. Ở đây mình sẽ tạo nhân vật nhá. Tức là mình không phải là cầm nhân vật chính là Dai đâu, mà Dai và những người bạn của anh ấy sẽ hành trình cùng mình, tức là nhân vật chính ấy. Mình sẽ tạo một nhân vật mới. Đây này, đây là mình vừa nhân vật mình vừa tạo nhá. Và đây là cái thế giới của Dragon Quest. Và mình sẽ skip qua phần cốt truyện đi. Bỏ qua. Đây, đây là giao diện chính của con game này này. Chúng ta sẽ có một cái phần là Treasure Hunt như kiểu là tính năng gacha ấy, các bạn mở hòm, quay hòm nhận thưởng mở ra đây. Cái tính năng này là thuộc thể loại gacha để nói chung là tính năng gọi mình nói vui là tính năng làm tiền đấy anh em. Các bạn sẽ mở mấy cái hòm kho báu để đây mở ra kỹ năng mới này. Đây chúng ta có kỹ năng. Rồi thậm chí là sau này các bạn thể có thêm những cái nhân vật mới thông qua tính năng này. Rồi chúng ta sẽ lắp kỹ năng vào cho nhân vật chính của mình nhá. Đấy, mình có thể để auto, mình bật auto lên. Đấy, lắp hết kỹ năng đặc biệt rồi trang bị các thứ này nọ vào. Rồi chúng ta sẽ đến đăng nhập nhận quà này. Đó. Đăng nhập 7 ngày nhận quà ký danh mỗi ngày. Đây chúng ta sẽ mở khóa tính năng là story. Cái story game này như mình đã nói là game kiểu dạng liên thông thế giới ấy. Chúng ta sẽ có 3 phần. Đó là Dragon Track là liên quan đến cái phần cốt truyện của Dai. Nhá, chúng ta sẽ có phần Dragon Track là liên quan đến phần những cái nhiệm vụ, những cái hoạt phó bản, hoạt động liên quan đến nó như kiểu là phó bản cốt truyện của phần Dũng sĩ Dai ấy, The Adventure of Dai ấy. Đấy, ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một phần đó là Bonding Journeys. Tức là đây là một phần mà Another World. Tức là đấy, tức là một thế giới mới. Đây, chúng ta sẽ đến với một thế giới mới. Cũng là liên quan đến Dragon Quest, nhưng mà một thế giới khác hoàn toàn so với Dai. Nhưng mà được cái là đây, chúng ta sẽ có thể gọi Dai và những người bạn của mình đến giúp đỡ cho nhân vật chính, tức là mình á. Nó hơi lằng nhằng một tí. Đây, đây một thế giới mới. Đây, đây là nhân vật mình vừa tạo nhá. Còn ở đây thì mình cũng có thể đấy triệu hồi Dai và Pop đến, tức là đi xuyên không ấy, đi xuyên thế giới đấy.
Đấy, tức là cái cốt truyện của game nó không hoàn toàn chỉ là liên quan đến phần cốt truyện của Dai nữa rồi, mà sáng tạo thêm một thế giới hoàn toàn mới. Đấy, Bonding Chris này. Đây, thế giới này có tên gọi là Miladocia. Đấy. Đây, đây là nhờ sự trợ giúp của Dice và Pop để giải cứu những người dân ở cái thế giới Miladocia này khỏi tay của ác quỷ. Đấy, cốt truyện nó là như vậy thôi. Đây, mình sẽ chơi thử nha. À, qua rồi. Đây là cái cốt truyện đầu tiên, nó chỉ dễ dàng như thế thôi. Rồi, chúng ta sẽ có thêm hai người đồng đội. Tức là game này nó sẽ xây dựng tổ đội nhá. Một tổ đội tối đa là 4 thành viên nha anh em nhá. 4 thành viên. Sau này thì các thành viên nó sẽ trợ giúp mình chiến đấu ở trên ba cái đường này. Bây giờ mình sẽ đánh thử cho anh em xem. Đây là phần tổ đội này. Phần nhiệm vụ. Các bạn thể lập party. Đấy, mình có thể lập ở đây party mình đang có 3 người bao gồm nhân vật chính là mình và Pop và Dai, còn thiếu một slot nữa. Sau này mình có thêm nhân vật thì mình sẽ cho vào. Đấy, sau này anh em có thể xây dựng rất nhiều tổ đội khác nhau nhá. Sẽ có những cái nhiệm vụ nó sẽ cần 3 người thôi, có những nhiệm vụ nó cần tổ đội 4 người thì các bạn sẽ phải, nếu mà trước khi chiến đấu thì phải đọc xem là nó yêu cầu cái gì. Đấy, còn phần kỹ năng nữa, kỹ năng có thể lắp học, tức là các bạn có thể học được rất nhiều kỹ năng mà lắp chúng lại, kết hợp chúng lại kỹ năng lại với nhau. Đây nhá, đây mình sẽ chiến đấu này, ở đây mình đang điều khiển đai, mình có thể chuyển đổi giữa đai và mình ở trong chiến đấu. Đấy, mình sẽ vuốt này, học cách làm quen. Hiện tại thì game chưa mở auto nha. Nói chung là anh em phải chơi ấy, thì nó dễ hiểu hơn. Mình cũng là lần đầu tiên mình vào trong cái con game Dragon Quest The Adventure of Dai này. Đây cũng lần đầu tiên mình vào chơi ấy, nó vừa ra mắt thôi. Đây mình sẽ chuyển đổi này. Đó, mình chuyển đổi nhân vật. À, các bạn để vuốt để né tránh, để đánh những con quái khác. Đấy, và sử dụng kỹ năng. Vuốt lên để tiếp cận đánh tiếp. Rồi. Tí nữa sẽ có Pop này. Pop sẽ trợ giúp mình chiến đấu ở một đường. Đấy, Pop sẽ đi đường bên này, tức là sẽ có đồng đội trợ giúp và nó hoàn toàn tự động nhá. Đấy, Pop sẽ trợ giúp mình chiến đấu. Đây, Your Ally Queen Attack Automatic. Tức là đấy, đồng đội mình sẽ tự động chiến đấu hỗ trợ mình luôn. Đấy, sau này mình, tức là game này thì nó cơ chế chiến đấu về cơ bản là hỗ trợ auto khá là nhiều đấy. Tuy nhiên thì khi mà cần ấy thì cũng đòi hỏi cái kỹ năng phản xạ của người chơi để sử dụng kỹ năng ngắt chia của đối thủ này. À, đây mình sẽ đánh boss này. Hiện tại tổ đội mình có 3 người thôi, nên hiện tại thì mới chỉ có post, sau này tổ đội 4 người thì sẽ có thêm một người nữa đi cùng. Còn Dai sẽ là người mình có thể chuyển đổi trong cái chiến đấu. Đấy, mình có thể đỡ đòn này, chạm giữ để đỡ đòn. Chạm giữ trên màn hình để đòn, mình sẽ đổi sang Dai nhá. Đây, có cả Specs Mu, tức là cái tuyệt chiêu của Pop có thể sử dụng. Vuốt lên này. Đấy, boss nó ra đòn thì mình có thể ngắt chiêu nhá, để ý ngắt chiêu nhá. Đó, chúng ta sẽ ngắt chiêu của boss, nó bị choáng luôn rồi. Ban thôi. Đấy, khi mà đầy năng lượng thì các bạn có thể sử dụng tuyệt chiêu. Đây, tuyệt chiêu thử nha, test thử cái nhân vật của nhân vật mình. Cái vũ khí đang cầm là vũ khí thương. Chắc game này sau này có nhiều vũ khí, mỗi vũ khí nó sẽ có một cái bộ kỹ năng phù hợp sau ấy. Bởi vì mình thấy là cái phần kỹ năng nó khá là đa dạng và các bạn có thể kết hợp các bộ kỹ năng lại với nhau. Cái này thì phải chơi sâu á. Chủ yếu là mình giới thiệu cho anh em về cái con Dragon Quest The Adventure of Dai này ấy. Tên đầy đủ khá là dài nên mình đọc vắn tắt thôi. Tên đầy đủ là Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero Bonds. Đấy, phiên bản global. Trước thì nó đã ra mắt phiên bản tiếng Nhật rồi. Lần này thì ra mắt phiên bản global. Đấy, hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp luôn, đồ họa đẹp nhá, đồ họa 3D rất là đẹp. Và bạn nào mà từng yêu thích tựa game Dragon Quest ở trên các hệ máy cũ cũng như là bộ truyện manga cùng tên thì mình nghĩ đây là một sản phẩm anh em không thể bỏ qua được. Rồi mình sẽ lượn qua một số tính năng khác nhé. Về cơ bản lối chơi của game này là như vậy nha. Các bạn có thể tự tay trải nghiệm thêm. Mình sẽ chỉ giới thiệu qua qua thôi. Đây mình sẽ quay lại màn hình menu chính nhé. Xem qua một số cái tính năng. Ở đây chúng ta có các chế độ chơi này, beginner này, tức là có những cái độ khó khác nhau ấy.
Ngoài ra thì chúng ta sẽ có phần drone check này, nhưng mà để có thể tham gia cái drone check này thì chúng ta sẽ phải hoàn thành cái nhiệm vụ của cái phần bonding journey nữa. Đó, tức là nó sẽ có sự liên kết với nhau để mở khóa phần câu chuyện. Sau này thì chúng ta sẽ có một cái thứ ba là character quest, tức là những cái nhiệm vụ liên quan đến các cái nhân vật Dai và những người bạn của anh ý. Đấy, tức là ở cái phần story nó sẽ chia ra ba cái như vậy. Đấy, anh em lý. Sau này thì các bạn sẽ có những cái khác như đây. Đây phần nhân vật này, các bạn có thể nâng cấp nhân vật lên nhá. Lắp trang bị, lắp kỹ năng, rồi sau này có một cái gọi là bonding halo, mình chưa biết là cái gì nữa. Đấy, chắc là phải lên level cao thôi. Đây mình còn một slot lắp đội hình thì mà chưa lắp được này. Ra có cái phần event này, rồi một số hoạt động liên quan đến alliance là kiểu liên minh này, rồi đấu trường, săn boss các thứ đầy đủ. Đó, game nhìn rất là tươi sáng, rất là đẹp luôn, rất là bổ kết. Bây giờ mình sẽ đến một cái phần là upgrade nhá. Upgrade này chúng ta sẽ có một số upgrade là upgrade kỹ năng, tức là nâng cấp kỹ năng đó. Kỹ năng mình thấy là nó sẽ chia ra rất là nhiều cái thuộc tính khác nhau, giống trong chuyện đó, chuyện thì nó cũng chia thuộc tính mà, các cái thuộc tính của kỹ năng đấy, rồi kết hợp với nhân vật, rồi các bạn để nâng cấp kỹ năng. Đây mình kết hợp này, có thể tạo ra kỹ năng mới thì phải, mình cũng không rõ lắm nữa, cái này phải chắc phải chơi nhiều. À, nâng cấp kỹ năng này, ghép kiếm những cái mảnh thẻ kỹ năng rồi nâng cấp lên. Đấy, nâng cấp kỹ năng nhân vật chính rồi chúng ta có phần trang bị này. Các bạn để cường hóa trang bị nhá. Đấy, hệ thống trang bị có rất là nhiều loại vũ khí khác nhau, quần áo trang bị thì cũng chia phẩm cấp theo kiểu màu sắc ấy. Xanh, lá, tím, vàng, đỏ gì đó. Đấy thì mình cũng lướt qua cho anh em về cái con game có tên gọi là Dragon Quest The Adventure of Dai: Reborn này. Thì hy vọng là anh em yêu thích video này nhá. Bạn nào cảm thấy video là thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tô Game Live để ủng hộ cho cậu vàng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.